Xin chào tất cả các bạn. Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách móc một chiếc váy xòe dành cho bé như thế này. Đây là phần cổ áo. Với phần chân váy như thế này. Chiếc váy này được móc dành cho các bé trong độ tuổi từ 1 tới 2 tuổi với số đo ngực áo khi hoàn thành là 52 cm. Vì vậy các bạn có thể dựa vào số đo này để móc cho các bé có cùng kích cỡ tương tự chứ không nhất thiết là phải ở trong độ tuổi như trên. Để thực hiện, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là len. Len mình sử dụng là len Lorena của Ice. Đây là loại len sử dụng trong mùa hè. Các bạn cần chuẩn bị 3 cuộn như thế này. Ngoài ra thì cần thêm một ít len trắng cùng loại để làm phần cổ áo. Kim móc mình sử dụng là kim 6,5 mm. Ngoài ra thì các bạn cần thêm kim khâu len và kéo để hoàn thiện sản phẩm. Và hiện tại thì mình có nhận order len và kim như mình sử dụng trong bài nhé. Chúng ta sẽ tiến hành các bước thực hiện như sau. Các bạn tạo mũi đầu tiên. Sau đó tiếp tục lấy lên 55 bính. Các bạn cứ lấy lên các mũi bính như thế này, đến khi nào được 55 bính thì dừng lại. Sau khi móc lên được 55 bính như thế này, các bạn tiến hành kết mũi vào mũi bính đầu tiên của hàng để nối lại thành một vòng. Như thế này. Tại hàng tiếp theo, các bạn tiến hành móc như sau. Đầu tiên, chúng ta lấy lên một bính. Sau đó các bạn tiến hành móc tiếp mỗi chân mũi một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên các bạn sẽ móc vào chính chân mũi mà các bạn vừa lấy lên bính. Sau đó các bạn móc bình thường mỗi chân mũi một mũi móc đơn. Các bạn cứ móc bình thường mỗi chân mũi một mũi móc đơn như thế này cho tới cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn tiến hành kết mũi bằng cách trượt một mũi vào chân mũi đầu tiên của hàng. Chúng ta đã hoàn thành xong hàng thứ nhất. Tại hàng thứ hai, đầu tiên các bạn lấy lên 2 bính. Và từ bây giờ trở đi thì tại đầu hàng chúng ta sẽ lấy bính như thế này và các bạn coi như đây là một mũi. Tức là chân mũi lấy lên bính chúng ta sẽ không móc nữa vì coi như đây là một mũi rồi. Tại các chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi các bạn móc một mũi kép. Các bạn cứ móc bình thường mỗi chân mũi một mũi kép như thế này cho tới cuối hàng.
sau khia móc đến cuối hàng. Chúng ta sẽ tiến hành kết mũi vào mũi bính thứ hai của hai mũi bính mà chúng ta đã lấy lên ở đầu hàng. Như thế này. Và từ đây trở về sau thì tất cả các hàng các bạn đều kết mũi theo cách tương tự. Tại hàng tiếp theo, chúng ta tiếp tục lấy lên hai bính. Như mình đã nói thì chúng ta vẫn coi đây là mũi đầu tiên và chúng ta sẽ không móc vào chân mũi đã lấy lên bính nữa. Tại ba chân mũi tiếp theo, các bạn móc mỗi chân mũi một mũi kép. Một, hai, ba. Tại chân mũi tiếp theo, các bạn tăng một mũi, tức là thực hiện hai mũi kép trên cùng một chân mũi. Các bạn thực hiện được một mũi tăng như thế này. Tại bốn mũi tiếp theo, các bạn thực hiện mỗi chân mũi một mũi kép. Ba, bốn. Sau khi được bốn mũi như thế này, tại chân mũi tiếp theo, các bạn lại thực hiện một mũi tăng, tức là móc hai mũi kép vào cùng một chân mũi. Tiếp theo, các bạn lại thực hiện tương tự, tức là móc bốn mũi bình thường, sau đó lại đến một mũi tăng. Một, hai, ba, bốn, sau đó đến một mũi tăng. Các bạn cứ móc bốn mũi bình thường rồi đến một mũi tăng như thế này cho tới khi hết hàng và tiến hành kết mũi giống như hàng trước. Tại hàng thứ tư, đầu tiên các bạn vẫn lấy lên hai bính. Sau đó tại bốn chân mũi tiếp theo, các bạn móc mỗi chân mũi một mũi kép. Một, hai, ba, bốn. Tại chân mũi tiếp theo, các bạn móc một mũi tăng, tức là hai mũi kép trên cùng một chân mũi. Tại năm chân mũi tiếp theo, các bạn móc mỗi chân mũi một mũi kép. Một, hai, ba, bốn, năm. Tại chân mũi tiếp theo, các bạn thực hiện một mũi tăng. Sau đó các bạn lại tiếp tục thực hiện 5 mũi bình thường rồi đến một mũi tăng. Các bạn sẽ thực hiện như vậy cho tới cuối hàng. Ba, bốn, năm, tiếp tục một mũi tăng. Các bạn cứ thực hiện liên tiếp 5 mũi bình thường rồi đến một mũi tăng như thế này cho tới cuối hàng và tiến hành kết mũi tương tự các hàng trước. Tại hàng tiếp theo, đầu tiên chúng ta vẫn lấy lên hai bính. Tại năm chân mũi tiếp theo, các bạn móc mỗi chân mũi một mũi kép.
Tại chân mũi tiếp theo, các bạn tiến hành móc một mũi tăng. Tại 6 chân mũi tiếp theo, các bạn tiến hành móc bình thường, mỗi chân mũi một mũi kép. 1 2 3 4 5 6. Tại chân mũi tiếp theo, các bạn thực hiện một mũi tăng. Chúng ta sẽ tiến hành làm tương tự như các hàng trước, tức là các bạn sẽ thực hiện 6 mũi bình thường rồi đến một mũi tăng, lặp đi lặp lại như vậy cho tới cuối hàng. Tại hàng tiếp theo, đầu tiên chúng ta vẫn lấy lên 2 bính như bình thường. Tại 6 chân mũi tiếp theo, các bạn móc bình thường, mỗi chân mũi một mũi kép. 2 chân mũi tiếp theo, các bạn thực hiện một mũi tăng. Tại 7 chân mũi tiếp theo, các bạn móc bình thường, mỗi chân mũi một mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7. Và tại chân mũi tiếp theo, chúng ta tiếp tục thực hiện một mũi tăng. Và cũng giống như các hàng trước thì các bạn sẽ tiến hành lặp đi lặp lại như vậy. Tức là cứ móc 7 mũi bình thường rồi đến một mũi tăng, lặp đi lặp lại cho tới cuối hàng. Tại hàng tiếp theo, đầu tiên các bạn vẫn lấy lên 2 bính. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục móc 11 mũi móc kép, mỗi chân một mũi. Một 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sau khi móc được 11 mũi kép như thế này, các bạn lấy lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua 25 chân mũi tiếp theo. Đây sẽ là phần nách. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Các bạn sẽ bỏ qua 25 chân mũi tiếp theo và tiến hành móc tiếp vào chân mũi thứ 26. Các bạn móc 25 mũi móc kép. 1
3 4 Sau khi móc được 25 mũi kép như thế này, các bạn lại tiếp tục lấy lên 5 bính. Bỏ qua 25 chân mũi tiếp theo, tương tự như ở phần nách trước. Và tiến hành móc tiếp vào chân mũi thứ 26. Các bạn lại tiến hành móc mỗi chân mũi một mũi kép cho tới cuối hàng và kết hàng tương tự như các hàng trước. Tại hàng tiếp theo, đầu tiên các bạn vẫn lấy lên 2 bính. Sau đó tại mỗi chân mũi, các bạn sẽ móc bình thường một mũi kép. Khi móc đến 5 mũi bính lấy lên của hàng trước thì các bạn cũng tiến hành móc bình thường mỗi chân mũi một mũi kép. Sau đó các bạn lại tiến hành móc tiếp mỗi chân mũi một mũi kép. Các bạn cứ thực hiện như vậy cho tới cuối hàng. Tại hàng tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành tăng một mũi và sẽ tăng ngay vào chân mũi bắt đầu hàng. Cụ thể như sau. Đầu tiên các bạn vẫn lấy lên 2 bính. Sau đó vì chúng ta sẽ tăng thêm một mũi ở chân mũi đầu hàng này nên các bạn sẽ móc tiếp một mũi kép vào đây vào chân mũi vừa lấy lên bính. Và chỉ có hàng này chúng ta mới làm như vậy thôi, chứ các hàng khác thì chúng ta vẫn tiến hành bỏ qua chân mũi này không móc như bình thường vì chúng ta đã coi 2 mũi bính đầu tiên là một mũi rồi. Tại các chân mũi tiếp theo, các bạn tiến hành móc bình thường mỗi chân mũi một mũi kép. Các bạn cứ móc mỗi chân mũi một mũi kép như thế này cho tới khi hết hàng và tiến hành kết mũi tương tự các hàng trước. Tại hàng tiếp theo, đầu tiên chúng ta vẫn lấy lên 2 bính. Sau đó, tại chân mũi tiếp theo, các bạn thực hiện một mũi kép. Tại chân mũi tiếp theo, các bạn thực hiện một mũi tăng, tức là 2 mũi kép trên cùng một chân mũi. Tại 2 mũi tiếp theo, các bạn thực hiện mỗi chân mũi một mũi kép. Các bạn tiếp tục thực hiện một mũi tăng. Sau đó chúng ta lại làm tương tự như vậy, tức là móc 2 mũi bình thường. Rồi đến một mũi tăng.
Các bạn cứ móc hai mũi bình thường rồi đến một mũi tăng, lặp đi lặp lại như vậy cho tới cuối hàng. Tại hàng tiếp theo, đầu tiên các bạn vẫn lấy lên hai bính. Tại hai chân mũi đầu tiên, các bạn móc mỗi chân mũi một mũi kép. Tại chân mũi tiếp theo, chúng ta thực hiện một mũi tăng. Như các bạn đã thấy thì ở hàng trước, chúng ta thực hiện hai mũi bình thường rồi đến một mũi tăng. Thì tại hàng này, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện 3 mũi bình thường rồi đến một mũi tăng. Hai, ba, sau đó là một mũi tăng. Rồi lại tiếp tục 3 mũi bình thường. 1, 2, 3, rồi đến một mũi tăng. Các bạn cứ móc liên tiếp 3 mũi bình thường rồi đến một mũi tăng như vậy cho tới cuối hàng. Tại hàng tiếp theo, đầu tiên các bạn vẫn lấy lên hai bính. Tại ba chân mũi tiếp theo, các bạn móc mỗi chân mũi một mũi kép. Tại chân mũi tiếp theo, các bạn thực hiện một mũi tăng. Tại 4 chân mũi tiếp theo, các bạn thực hiện mỗi chân mũi một mũi kép. 1, 2, 3, 4. Sau đó chúng ta lại thực hiện tiếp một mũi tăng. Rồi lại tiếp tục đến 4 mũi bình thường. Rồi lại đến một mũi tăng. Các bạn cứ thực hiện liên tiếp 4 mũi bình thường rồi đến một mũi tăng như thế này cho tới cuối hàng. Tại hàng tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tăng mũi và đây cũng sẽ là hàng tăng cuối cùng. Đầu tiên các bạn vẫn lấy lên hai bính. Tại 4 chân mũi tiếp theo, các bạn móc mỗi chân mũi một mũi kép. Tại chân mũi tiếp theo, các bạn tiến hành móc một mũi tăng. Tại 5 chân mũi tiếp theo, các bạn móc mỗi chân mũi một mũi kép. Hai, ba, 4, 5. Sau đó chúng ta lại tiến hành thực hiện một mũi tăng. Các bạn cứ thực hiện liên tiếp 5 mũi bình thường rồi đến một mũi tăng như thế này cho tới cuối hàng.
Bắt đầu từ hàng này trở đi thì các bạn sẽ tiến hành móc bình thường, mỗi chân một mũi và không tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc bình thường, mỗi chân một mũi kép như thế này cho tới cuối hàng. Và chúng ta sẽ móc tổng cộng 14 hàng như thế này. Sau khi móc được tổng cộng 14 hàng cho phần thân váy như thế này. Mỗi chân mũi móc một mũi kép. Tổng cộng 14 hàng. Từ hàng thứ 14 cho tới hàng thứ 27 thì chúng ta đã hoàn thành xong phần thân váy. Hàng tiếp theo, hàng thứ 28 và cũng là hàng cuối cùng, các bạn sẽ tiến hành móc như sau. Đầu tiên, các bạn vẫn lấy lên hai bính. Sau đó, tại chính chân mũi vừa lấy bính lên, các bạn thực hiện tiếp 3 mũi kép vào đây. Như vậy, tính cả hai mũi bính ở đầu mà chúng ta coi như một mũi thì các bạn sẽ có được 4 mũi kép trung chân tại chân mũi này. Tiếp theo, các bạn bỏ qua một chân mũi. Móc tiếp một mũi đơn vào chân mũi tiếp theo. Tiếp tục bỏ qua một chân mũi. Tại chân mũi tiếp theo, các bạn móc tiếp 4 mũi kép vào chân mũi này. 1 2 3 4. Các bạn tiếp tục bỏ một chân mũi, móc tiếp một mũi đơn vào chân mũi tiếp theo. Tiếp tục bỏ qua một chân mũi, móc tiếp 4 mũi kép vào chân mũi tiếp theo. 4 Tiếp tục bỏ qua một chân mũi, móc 4 mũi đơn vào chân mũi tiếp theo. Bỏ qua tiếp một chân mũi, móc tiếp 4 mũi kép vào chân mũi tiếp theo. Các bạn cứ lặp đi lặp lại quá trình móc như vừa rồi cho tới hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng như thế này, tức là mũi cuối cùng sẽ là một mũi đơn và đến một chân mũi. Các bạn sẽ tiến hành kết mũi bình thường như các hàng trước. Tức là kết mũi vào mũi bính thứ hai của hai bính lấy lên ở đầu hàng. Sau đó các bạn chốt mũi kết thúc. Các bạn dùng kim khâu len để giấu len vào mặt trái của sản phẩm.
Để chắc chắn hơn thì các bạn có thể tách đôi sợi len ra như thế này. Sau đó thì các bạn luồn qua một đường bất kỳ ở phía mặt trái và buộc hai phần lại với nhau, buộc thắt nút lại. Sau đó cắt len. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong sản phẩm. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành móc sang phần cổ. Và các bạn lưu ý rằng là trước khi tạo mũi đầu tiên thì chúng ta sẽ để lại một đoạn dài để sau này khi móc xong phần cổ chúng ta sẽ khâu vào phần cổ áo. Sau khi để lại một đoạn đủ để khâu, các bạn tiến hành tạo mũi đầu tiên. Sau đó các bạn tiếp tục lấy lên 55 bính. Sau khi lấy lên được 55 bính như thế này, các bạn tiến hành trượt mũi vào mũi đầu tiên của hàng để nối lại thành một vòng tròn. Như thế này. Tiếp theo, các bạn tiếp tục lấy lên một bính. Tại chính chân mũi vừa lấy bính lên, các bạn thực hiện tiếp một mũi cận đơn. Tại các chân mũi tiếp theo, các bạn tiếp tục thực hiện mỗi chân mũi một mũi đơn. Các bạn cứ thực hiện mỗi chân mũi một mũi đơn như thế này cho tới khi hết hàng và tiến hành kết mũi tại chân mũi đầu tiên của hàng. Tại hàng thứ hai, chúng ta sẽ tiến hành móc tiếp như sau. Đầu tiên, các bạn lấy lên hai bính. Sau, các bạn sẽ coi như đây là một chân mũi đầu tiên. Sau đó tiếp tục lấy lên một bính. Tại chân mũi tiếp theo, các bạn tiến hành móc một mũi kép. Chúng ta sẽ bỏ qua chân mũi tiếp theo và móc tiếp vào chân mũi kế bên. Các bạn sẽ móc một mũi kép, một bính và một mũi kép tại cùng một chân mũi. Tiếp tục bỏ qua chân mũi tiếp theo và móc vào chân mũi kế tiếp một kép, một bính và một kép. Như vậy chúng ta sẽ được một tổ hợp bao gồm một mũi kép, một mũi bính và một mũi kép tại cùng một chân mũi. Mình sẽ gọi đây là một cụm. Các bạn tiếp tục bỏ qua một chân mũi, móc tiếp một cụm vào chân mũi tiếp theo, bao gồm một kép, một bính và một kép. Bỏ qua chân mũi tiếp theo, móc tiếp một cụm vào chân mũi kế tiếp. Tiếp tục bỏ qua một chân mũi, móc một cụm vào chân mũi bên cạnh. Các bạn cứ tiến hành lặp đi lặp lại như vậy cho tới cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn sẽ tiến hành trượt mũi vào mũi bính thứ hai.
của ba mũi bính mà chúng ta lấy lên ở đầu hàng. Tại hàng tiếp theo, đầu tiên các bạn sẽ thực hiện một mũi trượt vào khoảng giữa này, khoảng giữa của hai chân mũi đầu tiên. Sau đó tiếp tục lấy lên hai bính. Tiếp theo, các bạn tiếp tục thực hiện 4 mũi kép vào khoảng trống này. Tiếp theo, các bạn sẽ thực hiện một mũi đơn vào khoảng trống của cụm tiếp theo. Tức là cụm bao gồm một mũi kép, một mũi bính và một mũi kép ở hàng dưới. Thì cái mũi bính ở giữa cụm sẽ tạo ra một khoảng trống giữa giữa cụm. Các bạn sẽ tiến hành móc vào đó là như thế này. Tại khoảng trống của cụm tiếp theo, chúng ta tiến hành móc 5 mũi kép vào đó. 1 2 3 4 5 Tiếp theo, các bạn lại móc một mũi đơn vào khoảng trống của cụm tiếp theo. Tiếp tục móc 5 mũi kép vào khoảng trống của cụm tiếp theo. Tiếp tục móc một mũi đơn vào khoảng trống tiếp theo. Tức là chúng ta sẽ móc hoàn toàn vào các bính, các khoảng trống ở giữa các cụm mà chúng ta đã tạo ở hàng dưới. Các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, ở cuối chúng ta sẽ thực hiện được cụm 5 mũi cuối cùng này. Các bạn sẽ tiến hành móc tiếp một mũi đơn vào chân mũi của hàng dưới. Đây bạn nhìn, sẽ là cái mũi này. Bạn sẽ móc vào đây. Móc một mũi đơn tại đây. Và sau đó tiến hành kết mũi tại mũi bính thứ hai của hai mũi bính lấy lên ở đầu hàng. Và tiến hành chốt ren, chốt mũi kết thúc. Sau đó thì các bạn dùng kim khâu ren để tiến hành giấu ren vào mặt trái sản phẩm. Tương tự như mình đã hướng dẫn trước đó. Sau khi giấu sợi len thừa xong, thì các bạn đã hoàn thành xong được phần cổ áo như thế này. Tiếp theo, các bạn sẽ tiến hành khâu ráp phần cổ áo rời này vào phần cổ áo của váy. Đây là mặt phải của chiếc váy. Và đây là mặt phải của cổ áo. Các bạn sẽ áp mặt phải của cổ áo này vào mặt trái của váy để vào phía bên trong như thế này.
Đây là mặt phải. Đây là mặt phải của cổ áo. Chúng ta áp với mặt trái của váy. Để khi nào khâu xong thì các bạn sẽ lật lại. Lật lại như thế này. Các bạn ráp áp các chân mũi khớp lại với nhau. Ở mỗi đường viền này đều có 55 mũi. Vì vậy, đến khi khâu xong thì chúng ta sẽ khớp được tất cả các mũi lại. Và các bạn đưa kim qua hai chân mũi như thế này. Các bạn tiếp tục làm tương tự như vậy. Chúng ta cứ tiến hành khâu ráp từng mũi lại như thế này cho tới khi hết hàng. Và các bạn tiến hành chốt mũi kết thúc và dấu ren tại mặt trái của sản phẩm. Sau khi dấu xong phần ren thừa thì các bạn tiến hành lộn phần cổ áo từ mặt trái ra mặt phải. Và chúng ta đã hoàn thành xong sản phẩm như thế này. Chúc các bạn thành công!